đòn giáng mạnh vào các kho đạn khổng lồ. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những quả đạn nghèo uranium đã bị phát nổ trong một cuộc tập kích của Nga vào kho đạn của Ukraine. Và đây là những rủi ro rất lớn về chỉ số phóng xạ không khí. Vậy mà những nhà tài trợ loại đạn này lại nói rằng chúng hoàn toàn an toàn đối với môi trường xung quanh. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang phàn nàn về phong cách ngoại giao thiếu chuyên nghiệp của ông Zelensky trong chuyến công du châu Âu của mình. Và hiện tại, có hai cuộc bầu cử rất quan trọng sẽ định đoạt số phận cuộc chiến Ukraine trong tương lai. Nhìn vào kết quả của chúng, chúng ta sẽ xác định được thời điểm các cuộc chiến này dừng lại. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các nội dung trên. Vụ nổ kho đạn Khmelnytsky cảnh báo bức xạ từ đạn uranium làm nghèo. Vào sáng ngày hôm nay ngày 15 tháng 5, tại Khmelnytsky, sau các cuộc tấn công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, kho đạn cho xe tăng Leopard và Mander đã bị phá hủy. Ngoài ra còn có một số lô hàng từ Đan Mạch, Đức, Ý và Nhật Bản với tổng giá trị lên tới 200 đến 220 triệu euro, cùng với toàn bộ đạn dược vệ tinh trị giá 83 triệu euro cũng đã bị tiêu hủy. Theo các chuyên gia, kho vũ khí vừa bị tấn công ở làng Rusevita đã cất giữ một số lượng lớn các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất, bao gồm cả tên lửa cho hệ thống Patriot. Vụ nổ này mạnh đến mức các chuyên gia của Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải ở khu vực phía tây bắc Kmenitsky cũng đã ghi lại một trận động đất với cường độ 3,4 độ Richter. Điều đặc biệt chú ý đó là kho đạn này có cả những loại đạn từ uranium làm nghèo, ước tính thiệt hại do vụ nổ gây ra lên tới 500 triệu USD. Ngay sau vụ nổ này thì cảnh báo về nhiễm độc phóng xạ trong không khí đã được đưa ra. Quý vị có thể thấy, chỉ trong 2 ngày Nga tấn công Ukraine, Kiev đã mất một số lượng lớn vũ khí. Ngay cả khi chúng ta đang nói về tên lửa thông thường, thì trong tình hình thiếu hụt phương tiện trầm trọng của không quân Ukraine, những tổn thất như vậy vẫn là rất đáng kể. Còn tại chiến trường phía Tây Bắc Mút, người đứng đầu Wagner PMC cho biết, hiện tại lực lượng này đã tiến sâu tổng cộng 1,69 km vuông. 9 tòa nhà nhiều tầng đã được giải phóng. Và tối ngày hôm qua thì không quân Nga lại tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Nhà máy xe tăng gần Kharkov đã bị đánh bom. Các vụ nổ khác cũng đã được ghi nhận ở khu vực Kiev và Tenopil. Các bức ảnh ở Tenopil cho thấy một vụ nổ trong các nhà kho đạn dược hoặc là nhiên liệu lớn đã xảy ra. Tương tự, Nga đã thực hiện một đòn giáng mạnh xuống Kharkiv và các khu vực xung quanh vào ban đêm một cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại. Như vậy thì cuộc phản công của Kiev vốn được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu và quân đội Ukraine đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ cùng với những bước đột phá thành công dọc theo đường tiếp xúc của hai bên. Họ tích lũy phương tiện để vượt sông Dnipro và thậm chí là di chuyển các phương tiện bọc thép vào hướng Belogov. Tuy nhiên, ngay sau đó họ đã vấp phải những tổn thất cực kỳ lớn ở các kho hậu cần và điều này cho thấy rằng cuộc phản công của Ukraine không có triển vọng đáng kể. Ngược lại, họ đang bị tấn công ở phía sau lưng của mình. Sở dĩ Nga làm được điều này là nhờ vào việc họ đã tung ra con át chủ bài để áp chế các đòn phản công của đối phương. Như chúng ta đã biết, lực lượng không quân Nga khi mới bắt đầu cuộc chiến có thể đã hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, tài liệu dò dỉ vào tháng trước đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ lo lắng về viễn cảnh Tổng thống Nga Putin có thể quay trở lại bầu trời và thay đổi những gì đang diễn ra trên mặt đất. Nga sở hữu sức mạnh không quân lớn thứ hai thế giới, gồm khoảng 900 máy bay chiến đấu và 120 máy bay ném bom, đây là một quân át chủ bài quan trọng để chống đỡ trước các cuộc phản công mà Ukraine đang lên kế hoạch. Một bài báo của Newsweek đã nhận định rằng quân đội Nga đã duy trì ưu thế trên không, nhưng toàn bộ tiềm năng hàng không quân sự của lực lượng hàng không vũ trụ Nga vẫn chưa được sử dụng. Tác giả nói thêm rằng, với tiềm lực mà Nga đang có, nếu như chúng được sử dụng hết, thì Ukraine sẽ cần đến một hệ thống phòng không đa cấp để bảo vệ. Sức mạnh quân sự của Nga vẫn được thảo luận thường xuyên ở phương Tây và có những lý do cho điều này. Vào giữa tháng 4, thì các máy bay mang tên lửa Tu-95MS của Nga đã bay qua vùng biển Bering và Oskot. Tờ Daily Mail của Anh khi đó đã gọi đây là lời cảnh báo của Tổng thống Nga Putin với các nước phương Tây bởi vì lập trường của họ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Như vậy thì có thể thấy rằng Nga vẫn chưa huy động toàn bộ tiềm năng hàng không quân sự của mình. Nhưng mà từ khi Anh cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine với tầm bắn lên tới 560 km, nó có thể gây nguy hiểm cho cả Moscow lẫn Volgograd Nga nhận thấy rằng mình cần phải thiết lập trạng thái tăng cường khả năng phòng không trong khu vực bằng cách triển khai thêm các cấp độ phòng không khác. Trước đó thì Nga đã đe dọa sẽ đáp trả Anh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Người ta đã tự hỏi rằng không biết là Nga sẽ thực hiện biện pháp gì để trả đũa. Trên thực tế, hành động của Anh không gây nguy hiểm cho Nga, nhưng mà chắc chắn London sẽ chuốc lấy họa vào thân. Về mặt quân sự, lực lượng Nga có khả năng vô hiệu hóa London chỉ bằng tên lửa Kinzo. Hơn nữa, Vương quốc Anh là một quốc đảo hoàn toàn phụ thuộc vào các mạng viễn thông dưới nước mà chớ chiều thay nó lại có thể dễ dàng bị phá hủy bởi một vài thợ lặn. Như vậy thì có thể thấy Anh có nhiều điểm yếu mà Nga có thể nắm lấy. Và nếu như họ cần họ có thể vô hiệu hóa toàn bộ quốc đảo này. Cho nên Vương quốc Anh có lẽ cần phải cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình đối với Nga và nhận ra rằng kích động Ukraine chống Nga có thể dẫn đến hậu quả tai hại. Hiện tại thì phương Tây đang phớt lờ những cảnh báo của Moscow, nhưng mà người Nga vẫn nói rằng đừng dồn họ vào chân tường. Sức chịu đựng của người Nga là có giới hạn và phản ứng của họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc phương Tây hành động như thế nào. Zelensky đang cố thuyết phục phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky vài ngày trở lại đây đã có chuyến công du tới các nước đồng minh của mình. Trong chuyến đi tới Vatican, ông Zelensky đã bị truyền thông chỉ trích nặng nề. tờ Express viết rằng, việc tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp gỡ với giáo hoàng Francis đã vi phạm hàng loạt các quy tắc nghi thức trong cùng một lúc. Tại Vatican, sau màn chào hỏi bên ngoài tòa nhà, hai người đã bước vào trong văn phòng của giáo hoàng nhưng mà ông Zelensky thay vì để người đứng đầu giáo hội công giáo đi trước Thì ông ấy lại lách qua khung cửa ngay trước mặt của giáo hoàng Sau đó, Tổng thống Ukraine đã ngồi trên ghế của mình và không chịu đứng dậy Ngay cả khi có một người cố vấn của giáo hoàng tới để bắt tay ông Điều này thể hiện một thái độ coi thường trong hoạt động ngoại giao Tiếp theo đó thì ông Zelensky đã có mặt tại một cuộc họp trong chiếc áo len bình thường Đặc biệt chú ý là trên áo có gắn biểu tượng của chủ nghĩa quốc xã ở Ukraine Đứng về góc độ nghi thức ngoại giao, Zelensky không thể hiện mình là một nhà lãnh đạo đại diện cho một quốc gia độc lập. Nhưng mà ông ta vẫn được chào đón và điều này nói lên rất rõ mối quan hệ nhạy cảm giữa chủ nghĩa phát xít và Vatican. Điều đặc biệt chú ý là trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày ý tưởng thành lập một liên minh máy bay chiến đấu được hỗ trợ bởi các quốc gia có khả năng cung cấp cho Ukraine máy bay hiện đại của phương Tây. Zelensky đã nói về điều này trong một cuộc họp báo mà ông tham gia cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin. Zelensky không tiết lộ chi tiết về quốc gia và loại máy bay nào có thể được đưa vào liên minh này. Tuy nhiên, ông ấy nhấn mạnh rằng Ukraine cần thêm vũ khí để tiếp tục diễn tập phòng thủ. Trong chuyến thăm này của mình, ông ấy cũng đã gặp tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại dinh thự ở Berlin. Sau cuộc gặp thì ông Zelensky nhấn mạnh rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt chính trị, quân sự và tài chính trong thời gian cần thiết. Cần phải lưu ý rằng trong chuyến thăm này thì ông Zelensky đã nhận được giải thưởng Chancellor tại thành phố Aachen, miền Tây nước Đức và đến thời điểm ghi hình, các chi tiết khác về lịch trình chuyến thăm của ông Zelensky vẫn chưa được tiết lộ. Nhìn chung, thì chúng ta vẫn chưa biết đến kết quả các chuyến công du của tổng thống Ukraine đang thực hiện. dưới góc độ của các nhà quan sát, thì họ cho rằng thực chất ông Zelensky chỉ đang đi xin viện trợ khi cảm thấy vũ khí trong kho của mình đang ở mức bấp bênh và số phận của Ukraine đang như ngọn đèn trước gió. Và vâng, thưa quý vị, có hai cuộc bầu cử lớn mà chúng ta không thể bỏ qua khi theo dõi về chiến sự ở Ukraine. Cuộc bầu cử thứ nhất là ở Mỹ và cuộc bầu cử thứ hai đó là ở thổ nhĩ kỳ. Cả hai cuộc bầu cử này sẽ quyết định rất lớn đến động thái của Moscow trong tương lai. Sự thờ ơ của Trump với Ukraine sẽ khiến cử tri phải lựa chọn nghiêm túc. Cách đây vài ngày, Wall Street Journal đã viết rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ làm gia tăng sự phân cực trong nền chính trị nội địa của Mỹ khi mà cuộc đua tổng thống đang đến gần. Sự miễn cưỡng của ông Trump, người được gọi là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, trong việc ủng hộ Ukraine sẽ buộc cử tri phải lựa chọn nghiêm túc. Cựu tổng thống đã từ chối cam kết ủng hộ Ukraine. Ông ấy nói rằng tôi muốn họ ngừng chết. Việc ông Donald Trump từ chối cam kết giúp đỡ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga khiến cho cử tri Mỹ đứng trước một lựa chọn khó khăn nếu như tình hình không được giải quyết trước tháng 11 năm 2024. Sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Biden dành cho Kiev hay là sự thờ ơ với kết quả ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc xung đột này? Nếu như ông Trump thắng cử và ngừng viện trợ cho Ukraine, chính quyền Kiev sẽ phải trả một cái giá rất đắt và các khoản đầu tư của Mỹ cùng đồng minh lên tới hàng chục tỷ đô la sẽ tan thành mấy khói. Như chúng ta đã biết, ông Trump ưu tiên ngăn cản sự đổ máu càng sớm càng tốt và từ chối công khai chúc Kiev chiến thắng cũng như từ chối kêu gọi châu Âu cung cấp thêm tiền cho Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng, tôi muốn người Nga và người Ukraine ngừng chết và tôi có thể làm điều đó trong vòng 24 giờ. Vậy là ông Trump không ủng hộ tự do dân chủ hay sao? Thực ra, ông ấy hiểu rất rõ bản chất của cuộc chiến vô nghĩa này. Nó chẳng mang lại lợi lộc gì cho hai quốc gia tham chiến, nó cũng không mang lại gì cho thế giới, nhưng nó sẽ hủy hoại tất cả và chỉ có một thế lực duy nhất có lợi đó là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, các tổ chức tài chính sống bằng các khoản viện trợ và các nhà tài phiệt của phương Tây. Cho nên, trên con đường quay trở lại làm ông chủ nhà trắng, ông Trump sẽ phải trải qua rất nhiều những mưu hèn kế bẩn mà những kẻ đầu sỏ chính trị Hoa Kỳ sắp đặt cho ông. Bây giờ đây cuộc bầu cử Mỹ sẽ đặt người dân nước này trước hai lựa chọn: nước Mỹ trên hết hay là lợi ích của giới đầu sỏ chính trị Hoa Kỳ là trên hết. Mà cốt lõi của vấn đề lại nằm ở việc thái độ của họ đối với Ukraine. Nếu như ông Trump thắng cử, Điều đó cho thấy rằng cuộc chiến sẽ dừng lại và sự lựa chọn của người dân Mỹ là hòa bình. Đối với người Nga mà nói, kết quả bầu cử Mỹ sẽ nói cho họ biết thời điểm mà cuộc chiến này sẽ kết thúc. Cho nên, không khó giải thích tại sao họ nhìn chằm chằm vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Và cuộc bầu cử thứ hai mà người Nga rất quan tâm đó là cuộc bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang được diễn ra trong hồi hộp. Theo một số nguồn tin thì Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang kém đối thủ cạnh tranh của mình 5% điểm ủng hộ. Sự kiện chính trị này đã thu hút sự quan tâm không chỉ của dư luận Thổ Nhĩ Kỳ mà còn là của cả cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, tại sao người Nga lại phải quan tâm đến cuộc bầu cử này? Nếu như một người ủng hộ Hoa Kỳ lên nắm quyền ở Ankara, điều này có thể dẫn đến sự chấm dứt của thái độ trung lập mà Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang duy trì. Tình hình tương tự cũng đã từng xảy ra ở Đức khi mà ông Olaf Scholz được bầu làm thủ tướng. Sự không chắc chắn của chính trị gia này trong quyết sách của mình đã phá hủy hy vọng về mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Đức. Nếu như một người ủng hộ Washington lên nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì kế hoạch xây dựng trung tâm khí đốt sẽ bị đình chỉ, hoặc điều gì đó tương tự sẽ xảy ra giống như dự án Nord Stream. Không chỉ thế, công ước Montrose sẽ bị vi phạm. Ngoài ra, sẽ có khả năng xâm nhập của các tàu sân bay hạt nhân và tàu tuần dương hạng nặng của Mỹ qua eo biển Propos và Dananel. Những điều này là hoàn toàn có thể. Điều này đồng nghĩa với đội quân NATO có thể sẽ xuất hiện ở Odessa hoặc là Ochakovo. Bất chấp các tiêu chuẩn kép mà Erdogan đã nhất quán tuần theo trước đó, và để theo dõi đúng tiến trình xung quanh sự kiện diễn ra ở Ukraine thì chúng ta cần phải theo dõi kỹ lưỡng hai cuộc bầu cử này vì nó sẽ có tác động rất lớn đến động thái của các bên khi tham chiến. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.